Võ sư Forrest đánh bại cao thủ Lưu Cường sau cuộc tỉ thí quyết liệt. Cuộc giao thủ giữa chuẩn võ sư Forrest và võ sư Lưu Cường đã diễn ra vào hôm nay 29 tháng 6, với chiến thắng thuộc về cao thủ phái Vịnh Xuân Nam Anh. Trên trang cá nhân của mình, chuẩn võ sư Vịnh Xuân Nam Anh Pierre-François Forrest đã đăng tải hình ảnh cuộc giao đấu với võ sĩ Lưu Cường cùng lời cảm ơn. Cảm ơn Lưu Cường về cuộc tỉ thí này, tôi rất vui khi được giao thủ với anh. Cuộc tỉ thí diễn ra khá quyết liệt trong khoảng hơn một phút. Võ sĩ Lưu Cường tung ra được một số đòn đánh khá ấn tượng và giữ được thể lực rất tốt. Nhưng sau khi dính đòn trỏ, anh chảy máu ở vùng mặt và không thể tiếp tục thi đấu, đành chấp nhận thất bại trước Pierre Forrest. Chuẩn võ sư Forrest nổi tiếng sau những cuộc giao lưu với các võ sư Đoàn Bảo Châu và Trần Lê Hoài Linh vào năm 2017 với những chiến thắng tuyệt đối. Năm nay sau một tuần ở thành phố Hồ Chí Minh, cao thủ người Canada không giao đấu với ai và quyết định ra Hà Nội vào ngày 28 tháng 6. Lưu Cường là võ sĩ thuộc bộ môn tán thủ. Lưu Cường tuy không phải là võ sĩ chuyên nghiệp nhưng từng được đào tạo bởi võ sĩ lừng danh Đào Việt Lập, cựu vô địch thế giới và được coi là một tên tuổi gạo cội của tán thủ Việt Nam. Lưu Cường cao 1m75, nặng 82kg. Tay đấm sinh năm 1988 có một người anh trai là Lưu Ngọc Tú, từng là võ sĩ chuyên nghiệp hạng 52kg. Trong khi đó Pierre-François Forrest sinh năm 1976, tức là già hơn Lưu Cường tới 12 tuổi, nặng 90kg, nên cuộc tỉ thí này được coi là cân bằng. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Forrest bất ngờ trở về Việt Nam, gạ kèo Trương Đình Hoàng và thách đấu võ sư Nguyễn Huy Tùng. Không lâu sau khi trở lại Việt Nam rồi bị võ sư Huy Tùng từ chối, chuẩn võ sư Forrest liền gửi lời mời giao đấu đến nhà vô địch boxing Trương Đình Hoàng. Sáng 22 tháng 6 vừa qua, Forrest đã trở về Việt Nam và gặp gỡ người thách đấu là võ sĩ Nguyễn Huy Tùng. Tuy nhiên thay vì tỉ thí võ công, võ sĩ Huy Tùng lại từ chối giao lưu với nhiều lý do khác nhau. Hai ngày sau khi bẻ kèo với Huy Tùng, đến hôm nay 24 tháng 6, Forrest đã đăng đàn để gửi thông điệp tới nhà vô địch boxing Trương Đình Hoàng. Vị chuẩn võ sư phái Vịnh Xuân Nam Anh muốn gửi lời giao đấu tới Đình Hoàng sau khi trận đấu của hai người bị đổ bể cách đây vài tháng. Chuẩn võ sư Forrest lên tiếng, khi mà tôi cất công về Việt Nam lần này là bởi trước đây anh Trương Đình Hoàng là nhà vô địch boxing đã có nhã ý mời tôi thi đấu. Tôi đã nhận lời từ Hoàng hơn một năm trước. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho việc giao lưu đó trở thành hiện thực. Thế nhưng vì nhiều lý do mà trận đấu phải trì hoãn kéo dài, vậy nên lần này về Việt Nam, tôi rất mong anh Trương Đình Hoàng sẽ giữ lời quân tử nhất ngôn, tiếp tục thực hiện cuộc giao lưu mà trước đây chúng ta đã từng thông báo và làm cộng đồng võ thuật trông đợi. Tôi mong là anh Hoàng sẽ không làm tôi và khán giả thất vọng. Nếu như Hoàng từ chối thì lần trước, anh Hoàng là người mời tôi, còn bây giờ tôi xin phép mời lại để hy vọng có thể cống hiến một trận đấu đẹp. Trong khi đó, Tổng đàn chủ Nam Anh Kiệt phái Vịnh Xuân Nam Anh cũng lên tiếng để mời võ sĩ Trương Đình Hoàng giao đấu. Lúc trước thì anh Hoàng đã mời Forrest thi đấu. Tôi nghĩ đó là chuyện rất bình thường, bởi trên tinh thần học hỏi, nghệ thuật và thể thao, mọi người cũng đừng quá nặng nề vấn đề mời nhau. Mời nhau thi đấu võ thuật cũng giống như mời nhau đánh cờ thôi. Hãy coi võ thuật là nghệ thuật hoặc một môn thể thao. Điều đó có gì là bất thường đâu. Chính bởi khi mọi người đặt nặng vấn đề hoặc khi cái tôi quá lớn thì vấn đề bỗng trở nên nghiêm trọng. Nhưng khi tôi đứng trên khía cạnh nghệ thuật, văn hóa thì tôi nghĩ rằng đây là chuyện rất bình thường. Giống như việc trước anh tôi mời ăn cơm thì bây giờ tôi mời lại anh ăn cơm vậy. Trước khi Forrest và võ sư Nam Anh Kiệt đưa ra thông điệp nói trên thì chúng tôi cũng đã có cuộc trao đổi ngắn với Trương Đình Hoàng khi được hỏi về kịch bản nối lại cuộc giao lưu võ thuật với Forrest. Võ sĩ sinh năm 1988 đã chia sẻ, chuyện giữa em và Forrest em xin không nhắc tới. Em không muốn nói hay nhận xét gì về Forrest nữa, anh cũng biết đấy. Sắp tới em bận thi đấu nhiều giải nên thời gian này chỉ muốn tập trung để tập luyện cho những giải đấu đó. Theo kế hoạch thì ngay trong tháng 7 tới, Trương Đình Hoàng sẽ cùng 4 võ sĩ khác của boxing Việt Nam sang du đấu ở Hàn Quốc. Tất cả những trận đấu này sẽ diễn ra theo thể thức boxing chuyên nghiệp. Trước đó không lâu thì Trương Đình Hoàng cũng xuất sắc hạ đo ván một võ sĩ người Thái Lan trong hiệp 1 tại thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng 24 tháng 6, Forrest và một số đồng môn của anh trong môn phái Vịnh Xuân Nam Anh cũng có buổi tập với một huấn luyện viên MMA tại Việt Nam. Được biết, mục đích của buổi tập này là nhằm hướng đến tổng kết luật MMA cho một số võ sĩ thuộc môn phái Vịnh Xuân Nam Anh. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Cung Lê sẽ thật ngu xuẩn nếu đánh nhau với chuẩn võ sư Forrest. Gọi Forrest là có vấn đề về thần kinh và không đủ đẳng cấp để giao đấu. Cung Lê đã phát đi thông điệp mới nhất của anh gửi đến chuẩn võ sư phái Vịnh Xuân Nam Anh. Sáng 29 tháng 5, cựu võ sĩ MMA Cung Lê đã có thông điệp mới nhất thông qua mạng xã hội để nhằm vào chuẩn võ sư Forrest. Theo đó, trong chia sẻ của mình, Cung Lê cho rằng vị chuẩn võ sư đến từ Canada đang có vấn đề về tâm lý. Đồng thời, võ sư từng bất bại trên sàn kickboxing thế giới khẳng định Forrest không cùng đẳng cấp để xứng đáng đấu với anh ở bất kỳ cấp độ nào. Qua phát ngôn này, có thể thấy viễn cảnh Cung Lê giao đấu với chuẩn Forrest dường như rất khó xảy ra. Điều này sẽ khiến không ít người hâm mộ võ thuật cảm thấy thất vọng, bởi họ đã chờ đợi màn tỉ thí có 1-0-2 này từ rất lâu rồi. Có nhiều lý do dẫn đến việc Cung Lê muốn xem xét lại việc thách đấu giữa hai người. Mặc dù vậy, đa số giới võ thuật Việt Nam đều hoàn toàn cho rằng anh từ chối đánh nhau với Forrest là hoàn toàn có lý. Huấn luyện viên MMA Nguyễn Hiếu đưa ra nhận định: "Tôi chắc chắn một điều rằng Cung Lê không bao giờ sợ chuẩn võ sư Forrest. Có thể anh ấy không muốn liên quan gì đến chuyện này nữa, vì nếu đánh thắng cũng chẳng danh giá gì. Cung Lê không còn gì để chứng minh thêm nữa, thành tích anh ấy quá tuyệt rồi, một nhà vô địch thực sự trên các võ đài thế giới. Hơn nữa, ai cũng biết rằng một võ sĩ chuyên nghiệp, họ rất coi trọng sự nghiệp của mình. Vì thế, việc thi đấu phải tuân theo luật lệ và hợp pháp. Một người võ sĩ thực thụ sẽ không chấp thuận đấu các trận đấu không luật lệ. Một phần là thượng tôn pháp luật, phần còn lại là nó rất ngu xuẩn. Tôi đặt giả thuyết, nếu Cung Lê lỡ tay đánh trọng thương Forrest, hoặc trong tình huống xấu nhất xảy ra, đánh chết Forrest thì sao? Khi đó pháp luật sẽ truy tố ai cho phép trận đấu này diễn ra?" Cùng chung quan điểm, võ sư tiến sĩ văn hóa Hồ Văn Tường đánh giá cao tinh thần thượng võ của Cung Lê. Võ sư Tường đã từng có thời gian nghiên cứu các trận đấu quyền Anh tự do trước và sau giải phóng. Do đó, ông rất am hiểu về việc thi đấu không luật lệ. Ông nói: "Tôi cho rằng quan điểm không muốn đấu theo kiểu không luật lệ của Cung Lê là rất hợp lý. Việc đấu không luật lệ, không bảo hộ và đấu kín như Forrest nói trước đây đối với một người võ sĩ chuyên nghiệp họ khá kỵ. Tôi gọi thẳng là đấu theo luật giang hồ. Tôi nghĩ Cung Lê sẽ không thích đấu theo kiểu đó mà muốn đấu đàng hoàng, như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho đôi bên. Đồng thời đấu võ còn là nghệ thuật chứ không phải kiểu luật giang hồ như trên. Điều đó không hay và không đúng với tinh thần của người chơi võ. Cung Lê có tinh thần của một người võ sĩ và có tầm nhìn để từ đó tránh những chuyện xui rủi có thể xảy ra. Tôi lấy ví dụ trận đấu năm ngoái giữa võ sư Forrest và võ sư Đoàn Bảo Châu, khi ông Châu đã ngã xuống nhưng Forrest vẫn tung cú đá vào mặt. Tôi cho rằng điều đó không đẹp và có thể Cung Lê cũng ngại những tình huống tương tự xảy ra với mình." Riêng về việc hợp pháp hóa trận đấu, võ sư Hồ Tường cho rằng hai người hoàn toàn có thể thực hiện được trận đấu bằng cách liên hệ với Liên đoàn Võ thuật tại quốc gia muốn đấu để đăng ký. Khi xét thấy hợp lý thì Liên đoàn hoàn toàn cho đấu, nhưng thông thường sự chênh lệch cân nặng không nhiều thì trận đấu mới có thể diễn ra được. Huấn luyện viên Trịnh Văn Chí, chủ nhiệm câu lạc bộ Sài Gòn Sport nhấn mạnh: "Cung Lê không muốn đấu vì sợ gây án mạng. Nếu những ai đã theo dõi các trận đấu của Cung Lê khi còn đánh MMA thì sẽ thấy đòn snippet back kick xoay người đập tống của anh đã từng đá gãy tay của võ sĩ Sam Rock, một nhà vô địch thế giới. Sức chịu đựng của một nhà vô địch UFC thế giới thật sự rất đáng nể, nhưng Sam Rock còn không chịu nổi, huống chi là Forrest. Trong chuyện này, chưa cần đấu Cung Lê cũng đã nhìn thấy được chiến thắng." Cũng liên quan đến việc này, võ sĩ kickboxing Huỳnh Văn Dũng đã lên tiếng ủng hộ Cung Lê. Theo anh Dũng, đấu với Forrest là hoàn toàn không có lợi cho Cung Lê về mặt danh tiếng và sự nghiệp. "Đánh với Forrest theo kiểu không trọng tài, không tổ chức, đánh theo kiểu tự phát như vậy, nếu ông ta bị ảnh hưởng đến sức khỏe, chấn thương hay gãy tay chân thì chắc chắn Cung Lê sẽ dính đến pháp luật. Cung Lê đã có quá trình dài để tạo dựng danh tiếng cho bản thân
anh ta còn cả sự nghiệp điện ảnh phía trước. Vì thế không việc gì một người từng là võ sĩ chuyên nghiệp, từng là nhà vô địch thế giới lại đi đánh nhau tự phát với một chuẩn võ sư vô danh như Forrest. Điều đó chẳng khác nào sẽ khiến Cung Lê hạ mình và ảnh hưởng đến tên tuổi sự nghiệp sau này sao? Võ sĩ Huỳnh Văn Dũng nói. Hiện tại phía chuẩn võ sư Forrest chưa hề phát ngôn về những lời nói mới nhất của Cung Lê. Trận đấu đáng mong đợi này đang dần đi vào ngõ cụt và chắc chắn sẽ khiến không ít người hâm mộ cảm thấy thất vọng. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận.